Trước kia là đá xà cừ rất là nhiều mọi người. Trước mặt mình đây là đỏ Ấn Độ nha, và trắng Bình Định mọi người, trắng Bình Định, đỏ Ấn Độ nha, à, đen Ấn Độ luôn. Đây đỏ Ấn Độ rất là nhiều nha. Những cái dòng như trắng suy lao đỏ thì giá thành nó rất là mềm, phù hợp cho mọi người lên cầu thang ốp lát và những cái thi công mà giá bình dân nha. Đây kia cũng có xanh Ấn Độ nha. Trắng sa mạc. Mẫu đá này ở đây rất là nhiều. Mới về nhưng mà cái mặt bóng nó quay vào trong rồi, chỉ có một khúc quay ra ngoài, mình quay cho mọi người xem nha. Đây cái dòng đá này thì lên mấy cái gây cột á, ốp chỉ vào rất là đẹp mọi người. Vàng Bình Định ở trong kho cũng còn rất là nhiều nha. Vàng Bình Định còn rất là nhiều. Ở đây có cả tiếng Khánh Hòa mọi người. Đó, tiếng Khánh Hòa, tiếng Khánh Hòa này cũng một thời á, nó cũng rất là nổi tiếng á. Rồi cái chỗ nào nhỏ nhỏ để mình quay cho mọi người xem nha. Đây cái bông của nó đây, do đá bỏ nhiều quá cho nên mình không thể lật ra nha. Kim sa thì ở đây thì có đầy đủ các khổ nha mọi người. Như trước mặt mình đây là những dòng kim sa nha. Ngoài kim sa ra thì ở đây nó còn có tím hoa cà. Tím hoa cà rất là đẹp mọi người. Đấy, rất là nhiều. Bên kia đá đỏ rất là nhiều. Tím hoa cà, để mình coi có cái bông nào mình quay cho mọi người xem nha. Mình phải leo qua kia mới xem được cái bông của nó. Dạ. Đây tím hoa cà đây, cái bông nó như vậy mọi người. Đây, đây là tím hoa cà nha, rất phù hợp lên những cái mặt tiền đồ thang thang máy và vân vân nha mọi người. Thi công ở đâu thì nó vẫn đẹp vì đá hoa cương và đá dòng đá tự nhiên. Đây dòng đá đỏ Ấn Độ rất là nhiều nha. Cái cổ này cổ 80-90 nha mọi người. Cái loại xanh, xanh Ấn Độ cũng là còn khá nhiều nha. Đây, cổ này cổ 80-90 và những cổ nhỏ có luôn nha mọi người. Ở trước mặt mình là những tấm đen, kia là những tấm kim sa nha. Giờ mình đứng trên đá mình quay á, nó hơi bị lắc, cái gì mọi người cũng thông cảm. Trước mặt mình là nâu và đỏ Anh Quốc nha, nâu Anh Quốc, đỏ Anh Quốc rồi đó. Mấy cái dòng này thì giá cũng không có mắc nha. Để mình kêu kiếm chỗ nào mình quay cho mọi người xem. Đây, bông nó rất là tự nhiên nha. Còn mọi người thích cái dòng Bình Định thì có thể chọn trắng Bình Định nha. Đây, trắng Bình Định. Trắng Bình Định ở trong kho thì có rất là nhiều mẫu mã luôn nha. Đây mọi người thấy rất là nhiều dòng nha. Không phải lộn, không phải là nhiều dòng mà rất là nhiều khổ, khổ lớn, khổ nhỏ và dài ngắn nha. Có một dòng hơi giống trắng xứ lao thì nó gọi là
trắng rất nông nha. Đây, trắng rất nông, cái bông nó sẽ khác, cái bông để kỹ thì nó sẽ khác, trắng sẽ lâu nha. Để mình sẽ nhảy cái xuống đây. Đấy, nâu Anh Quốc thì còn rất là nhiều mọi người. Đây, mấy cái này là nâu Anh Quốc nha. Nâu Anh Quốc nè. Nó rất là đẹp mà do ở đây nó bị kho gia công rồi mọi người, nó sẽ bị dơ á. Đấy. Nó sẽ bị dơ nha. Đúng là nó rất là đẹp. Ở đây trắng Bình Định, vàng Bình Định và đỏ Bình Định đều có nha. Ở trước mình, mặt mình đây là nguyên một lốc tím Khánh Hòa. Rồi, rất là nhiều. Kim sa ở đây thì rất là nhiều, khổ lớn nhỏ đều có nha mọi người. Cắt được mấy tấm rồi bé. Rồi anh em nào không thích mấy cái dòng đỏ Ấn Độ hay đỏ gì thì mọi người có thể chọn đỏ nhuộm nha. Đây là những dòng đỏ nhuộm. Đỏ nhuộm này chứ làm ngoài trời nó cũng bền lắm mọi người. Không biết người ta nhuộm bằng cái thuốc gì thôi nhưng mà nó rất là bền. Đa số ở dưới mình thấy người ta làm mấy cái bản hiệu rồi đó. Người ta cũng hay sử dụng mấy cái đỏ nhuộm này ta làm. Đây, đỏ nhuộm nha. Cái bông nó nhìn không kỹ thì nó sẽ bị nhầm với đỏ ruby nha. Trước mặt mình trắng rất nông. Ở đây có cả đen nhiệt đới nè và đen và đất gì đó mọi người. Và đo như mấy cái tấm này gọi là mình gọi là kim sa xanh. Hồi xưa gọi kim sa xanh rồi gọi là đen nhuộm. Đây, còn vàng Bình Định thì ở đây mọi người thấy nó có rất là nhiều kích thước nha. Ở đây là vàng đậm, vàng nhạt, có hai loại nha. Đây, cái đống bên kia thì đống nhỏ bên kia và cái dải phía bên kia luôn thì nó là vàng nhạt nha. Đằng trước mặt mình đây thì nó sẽ vàng hay đậm hơn. Đây, khổ 60 có, 70 có, 80 có, 90 có, 1 mét có. Ở trong góc kia là khổ 1 mét kìa. Đây, đỏ của đỏ nhuộm rất nhiều. Trước mặt mình đây là xanh Ấn Độ bông lai nha. Thôi hôm nay mình chỉ sơ lược một số dòng thôi. Ở trong đây có cả hồng dơ lai rồi thì phan rang gì tùm lum hết. Nhưng mà hôm nay mình chỉ sơ sơ vậy thôi. Hôm nào mình sẽ quay tiếp để mọi người tham khảo thêm nha. Thì bây giờ mình bận chút công việc, mình sẽ hẹn gặp lại mọi người trong một clip tiếp theo. Mình sẽ lên những dòng đá vừa có cao cấp, vừa cao cấp và vừa đá rẻ tiền để mọi người tham khảo nha. Thích mẫu nào thì mọi người mua mẫu đó, thì theo phù hợp túi tiền của mình nha. Rồi mọi người có thể liên lạc với mình qua số Zalo 0978727280 nha mọi người. Còn mọi người có thể thi công ốp lát thì mọi người có thể liên hệ bên mình nha. Bên mình sẽ thi công ốp lát cho mọi người nha. Thôi chắc mình xin tạm dừng clip ở đây. Hẹn gặp lại mọi người trong một clip mới nha. Thôi bye bye.